tên là Khanh, tên thường gọi là Sở Khanh Triệu Phú. Thì hiện nay là một chuyên gia về đào tạo về đầu tư Forex. Mình đã đào tạo hơn 7 năm. Mình có mặt trong lớp sale này là bởi vì mình nhận thấy rằng có một cái giá trị mang đến cho mình hiện tại và cả tương lai. Lớp sale thì anh Thái Di anh chia sẻ một cái bí quyết làm thế nào để chốt được sale và tiếp cận được khách hàng. Cái điều mình hay nhất là sale nó có một cái phương pháp, có một công thức, mà chính công thức đó người nào họ nắm được sở hữu được thì họ sẽ gì thành công. Chính điều mình tâm huyết nhất và mình bỏ nhiều thời gian đến với lớp học này, bởi mình nhận được thấy rằng chính chỗ lớp học này là anh Di đã truyền cho mình một cái bí quyết đó, làm thế nào để chúng ta được tiếp cận khách hàng nhanh nhất và gì chốt được cái sale. Kinh doanh là chúng ta cần có khách hàng. Vậy thì khi có khách hàng rồi, làm thế nào chúng ta chốt được đơn hàng thì đó là vấn đề đặt ra. Đối với mình rất cảm ơn anh Thái Di đã truyền cho mình một cái nguồn năng lượng cũng như là truyền cho mình một cái cảm xúc là làm thế nào để tiếp được khách hàng. Và từ khách hàng đó mình không những bán được một lần, mình bán được thật nhiều lần. Cái ông con mình hay nhất, cậu anh Di anh chia sẻ đó là gì? Khi bạn đến bạn mua hàng tôi không phải một lần, mà cái tôi giữ trên bạn lại để bạn sử dụng cho tôi, sử dụng cái giá trị tôi nhiều lần. Như vậy thì khách hàng họ đến họ mua một hai lần hoặc năm lần thì rõ ràng chứng tỏ rằng thì giá trị của mình vẫn còn đối với khách hàng. Đó là một cái bí quyết mà mình cảm thấy đây là rất thú vị, thì mình chia sẻ những cái bài cảm nhận đến như vậy. Cảm ơn thầy Nguyễn Thái Di đã tạo điều kiện và cơ hội cho mình tham gia được khóa này. Và mình cam kết với tất cả các bạn là mình thành công ở lĩnh vực này, nhất là về lĩnh vực trở thành là Master Sales.